đàn ông thông thái giàu sang phúc khí, người phụ nữ nào lấy được sướng cả đời. Hoan hỷ kính chào quý anh chị đã đến với chương trình Nhân Tướng Học của Phong Thủy May Mắn, trực thuộc công ty kiến trúc Phong Thủy Lộc Tài. Cổ nhân cho rằng tính cách con người được hình thành nên là do ảnh hưởng âm dương ngũ hành của tự nhiên. Người có tính cách như thế nào sẽ được biểu lộ ra ngoài như thế ấy. Người đàn ông có thần mắt hung ác thì đa phần là bạc tình, mũi dày thì phú quý, tinh thần lạc quan thì sống thọ trẻ lâu. Vì vậy, khi muốn biết người đó có phú quý sang hèn, thọ trường hay là đoản mệnh, người ta thường nghe tiếng, nhìn sắc mặt cũng có thể biết được. Dưới đây, xin giới thiệu một số quan niệm của người xưa khi mà quan sát tướng đàn ông để quý anh chị tham khảo. Đàn ông có tướng phú quý. Người xưa cho rằng con người cũng giống như là tự nhiên, đều do sự tạo hóa từ ngũ hành sinh khắc mà ra. Nếu trong mối quan hệ luân lý, làm người mà phù hợp với trời đất thì vinh hoa phú quý và ngược lại. Nhưng sang hèn phú quý ấy lại được thể hiện qua ngoại hình gọi là tướng. Thực chất quan niệm tướng học chính thống được bắt nguồn từ y học. Khi chẩn đoán bệnh, các thầy thuốc cho rằng tất cả những điều cất giữ trong nội tâm đều được thể hiện ra bên ngoài. Cách để giúp thầy thuốc bắt bệnh chính xác hơn khi quan sát những dấu hiệu bên ngoài một cách tổng thể, nắm bắt tâm lý kết hợp với triệu chứng bệnh, rồi mới đưa ra phán đoán về cái bên trong. Sau này, tướng học được dùng để dự đoán tương lai, khám phá bản thân. Khi xem tướng mặt của người đàn ông, người ta chú ý 5 bộ phận nổi rõ trên mặt gọi là ngũ nhạc. Ngũ nhạc chia thành đông, tây, nam, bắc và trung ương, tức trái, phải, trên, dưới và ở giữa. Người có tổng thể đông tây nhạc, phía bên trái, phải mặt, vừa phải hài hòa. Nam nhạc, trên trán bằng phẳng rộng rãi. Bắc nhạc, cằm đầy đặn tròn trịa. Trung nhạc, giữa mặt vuông vức nổi cao. Trên giáp với ấn đường là tướng người đàn ông đại phú đại quý. Nếu tướng mạo đường đường, đoan nghiêm, thần sắc có uy, xương trán rộng rãi, khi nhìn thì có thần khí thoát ra. Hai mắt sáng sủa, trong sáng như ánh trăng mùa thu là tướng người đàn ông có phúc. Nếu lông mày ngay ngắn cao hẳn lên trên mắt khoảng nửa thốn 1,3 cm, lông mày gọn gàng thanh dài ra phía tóc mai là người thông minh phú quý, cơ trí có tài. Nếu xương đầu to tròn nhưng không có góc cạnh, bụng to, lưng gồ ghề, không bằng phẳng, vai ngang nhô lên. Kiểu tướng này người xưa quan niệm rằng nếu 10 người thì có đến 9 người là thô kệch hoặc là trí óc chậm chạp, ngây ngô, nếu không thì cũng ham mê cờ bạc. Những người có tiếng nói to, trầm, nghe như sấm bên tai hoặc âm vực hùng hậu, có lực như tiếng trống. Cho dù tướng mạo không được tốt thì cuộc đời cũng không phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền. Ngược lại, những người tiếng nói không có lực, giọng khàn, thương thường là tướng nghèo. Người đàn ông có lưng rộng rãi, đầy đặn, có cơ lưng nổi lên rõ ràng như lưng rùa thì quan trường thuận lợi. Ngược lại, lưng hẹp thấp, sâu xuống dưới như lòng máng, không đầy đặn, thông thường là tướng không phú quý, thậm chí nghèo khổ vì gặp nhiều hoạn nạn. Người xưa quan niệm bụng thuộc âm là nơi cất giữ vật chất, nên người có bụng dài lại sệ xuống dưới là quý tướng. Nếu bụng hướng lên trên nhỏ và ngắn thì ăn cơm không biết no, nghèo đói và rốt nát, kém về trí tuệ. Người đàn ông có ngực bằng phẳng, rộng dày, ngực có thể che được người là người có trí cao, phúc dày. Ngược lại, ngực hẹp mà dài thì thông thường là khó đạt được những dự định như tính toán. Ngực mỏng lại hẹp là người đàn ông bần tiện, nghèo đói, thấp hèn, là nông cạn. Là người đàn ông có lỗ rốn rộng mà sâu, là người thông minh, có phúc. Khu vực rốn thấp xuống là người biết tính toán lo xa. Ngược lại, nếu lỗ rốn cao lại hẹp thì thông thường là người kém về mặt tri thức, mông muội, thiếu hiểu biết và nông cạn. Người xưa khi miêu tả tướng đi của đàn ông thường nói, tướng đi như con rùa là thông minh, tướng đi như con la, con lửa là người nghèo nàn thanh đạm, tướng đi mà hai gót chân chạm nhau thì già yếu ớt. Khi xem tướng đi của những người đàn ông để chọn chồng cho con người, người xưa thường cho người đó đi khoảng chục bước, sau đó gọi anh ta quay lại. Nếu người đó quay đầu về phía bên trái là người có chức tước trong quan trường, phù hợp với phụ nữ. Trong mệnh lý học quan niệm rằng, đi thuộc dương, ngồi thuộc âm.
Nếu đi nơi nước chảy thì ngồi phải như núi Thái Sơn. Nếu tướng ngồi vững chãi như bản thạch, như núi là người đại quý. Trong quan niệm dân gian cũng cho rằng những người khi mà ngồi hay là rung đùi, vẩy cổ chân là người nghèo. Nhưng có lẽ ít người biết được tại sao lại có quan niệm như vậy. Theo quan niệm người xưa, nếu rung cây thì rụng lá, người ngồi mà rung đùi, vẫy chân là tán tài, tức tài lộc không tụ vào người được và bao nhiêu đều bị rũ ra hết. Người có mắt như mắt dê, tứ phía đều lậu lòng trắng, đầu nhỏ, trán hẹp, lông mày rậm, tóc khô như cỏ, miệng to, môi dày, đầu mũi nhọn, cằm mỏng, vành tai hướng về phía sau, đầu lưỡi lộ rõ là mệnh tướng ác không tốt. Trong quan niệm mệnh lý học cho rằng, người có đầu nhỏ, mắt nhỏ, bụng nhỏ, tai nhỏ, miệng nhỏ, đồng thời năm bộ phận nhỏ này đều ngay ngắn đoan chính, không bị khiếm khuyết là tướng phú và quý. Nhưng nếu năm bộ phận trên có 3, 4 bộ phận nhỏ nhưng có 1 hoặc là 2 bộ phận to hơn bình thường thì lại là tướng nghèo khổ bần hàn. Mũi to dày, tài vận tốt, người đàn ông có góc trán bị khuyết, mắt nhìn ngang thẳng về phía trước, môi không che phủ hết răng, sống mũi gãy thấp, tiếng nói khỏe nhưng phân tán, da thô, tướng đi nganh lệch không thẳng, sắc mặt khô đỏ, thường là tướng lụi bại thua lỗ. Phần thiên đình về phía trên trán đầy đặn, trên trán lại có xương phụ tê gồ lên. Quan sát kỹ giống như là cái sừng ngắn của con tê giác là quý tướng. Xương phục tê nằm trên ấn đường, giữa trán nhô hẳn lên cao, xung quanh xương này có các đường lằn rãnh, chia tách rõ nét. Nếu xương này chạy lên đến huyệt bách hội ở đỉnh đầu thì vừa quý vừa thọ. Hình dạng xương phục tê hình vuông là quý nhất, sau đó đến hình tròn và cuối cùng là hình thoi. Người có xương trán hướng lên trên cũng là quý tướng, nắm giữ quyền lực. Xương trán càng lớn hướng lên trên càng tốt, quyền uy càng lớn. Người có tai trắng hơn mặt, tức là phần da ở tai trắng hơn da ở mặt, được gọi là thanh quý tướng, tức người có danh tiếng lẫy lừng, sự nghiệp thuận lợi, phúc lộc quyền quý đều hội tụ. Người có lông mày dài thanh nhỏ, đuôi lông mày hướng lên trên, uy phong lẫm liệt là đại diện cho những người đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Lông mày trong quan niệm người xưa là đại diện cho trung niên vận. Nếu người có kiểu lông mày trên được gọi là quý tướng. Trong nhân tướng học, ấn đường nằm ở giữa hai lông mày gọi là xương kim thành vuông vức, rộng rãi nhô cao hoặc có xương nhô cao chạy từ ấn đường lên huyết bạch hội trên đỉnh đầu gọi là xương ngọc trụ hoặc là trung phong thiên trụ, đều là người có quý tướng. Người xưa cho rằng những người có xương ngọc trụ có tài năng sách lược hơn người, làm việc ngay thẳng uy nghiêm, danh tiếng vang dội khắp nơi. Những người này thường có nghiệp làm bá vương hoặc là công thần trụ cột của quốc gia. Tướng trắng đầy đặn rộng là người có trí nhớ tốt. Theo quan niệm người xưa, trắng đại diện cho vận thiếu niên, tốc việc tốt xấu trước 30 tuổi. Người có trán cao đầy đặn, có trí nhớ tốt là người biết lễ nghĩa trên dưới, không tự nhiên gây gổ hoặc có hành động thô lỗ. Phụ nữ có tướng trán đầy đặn hơn đàn ông nên thông thường trí nhớ cũng tốt hơn nam giới. Vì vậy, nếu phụ nữ muốn tìm được một người đàn ông có tri thức trí tuệ hơn mình, có thể lưu ý xem người ấy có trán đầy đặn rộng rãi hay không. Theo quan niệm tiền nhân, những người mũi to dày thường có khả năng kinh tế tốt. Mũi đại diện cho tiền tài, người có mũi to dày, có tài vận tốt, nhưng có tiền cũng cần phải biết quản lý chi phí cho hợp lý. Vì vậy, muốn biết có giữ được tiền hay không thì có thể lưu ý hai bên cánh mũi. Hai bên cánh mũi dày, lỗ mũi không lộ ra là người có quan niệm quản lý tiền bạc tốt, không hoang phí. Ngoài ra, người xưa có câu tị đầu hữu nhục, tâm vô độc. Người mũi to, tâm địa lương thiện, không làm hại người khác. Người có lỗ mũi to thướng lên trên thì khả năng quản lý tiền bạc kém nên dễ tán tài. Nếu người có tướng mũi thẳng không quá cao, đầu mũi tròn được coi là người quang minh chính đại, lại không tự cao tự đại. Người mũi thẳng thể hiện trong tâm thẳng thắn, tính trung thực cao. Khi hợp tác, cho dù xảy ra bất cứ biến cố gì cũng không lay chuyển được sự trung thành. Đây là một trong những yếu tố để người xưa chọn cho mình người chồng gắn bó suốt đời. Nhưng nếu người có mũi quá cao thì tính tự đại cao, chỉ có ý kiến của anh ta mới là số 1, bạn không có cơ hội phát ngôn. Khi hợp tác,
dễ gây ra tranh chấp. Nếu bối cao, lại lệch thì rất có thể vì tiền bạc mà đánh đổi tình nghĩa, dễ chuyển bạn thành thù. Rãnh tai, rãnh thân tử, dài là người hiếu thuận. Muốn biết người đàn ông có hiếu thuận với cha mẹ hay không, người xưa thường quan sát độ dài rãnh vành tai của con. Rãnh tai là vị trí lõm tiếp giáp ở lỗ tai và vành phía trong tai. Nếu càng rõ ràng, càng dài thì càng hiếu thuận. Theo quan sát thì thông thường phụ nữ thường có rãnh tai dài hơn của đàn ông. Vì vậy, phụ nữ ngày xưa muốn tìm được người chồng hiếu thuận thì thường chú ý nhiều đến vị trí này. Môi dài. Trong tướng học quan niệm rằng môi là nơi đại diện cho quan niệm tình cảm của mỗi người, môi cũng đại diện cho tình dục. Môi trên đại diện cho tình cảm, môi dưới đại diện cho nhục dục. Vì vậy, người xưa quan sát môi của người một người có thể biết người đó có thiên hướng trọng tình cảm hay là trọng nhục dục. Nếu môi trên và môi dưới đều nhau là tốt nhất. Lông mày dài mảnh. Người có sợi lông mày dài nhỏ phản ánh tính cách và khả năng làm việc, quan sát tinh tế, thông minh và giỏi nắm bắt, đoán ý người đối diện. Muốn tìm được người đàn ông hiểu mình, phụ nữ người xưa thường chú ý lông mày người đó có dài và nhỏ hay không. Nhân trung sâu dài. Nhân trung là vị trí nằm giữa mũi và môi trên. Quan niệm xưa cho rằng người có nhân trung sâu dài được phát triển trong môi trường tốt, tính cách thuần khiết, thích quan tâm chăm sóc người khác. Vì vậy, phụ nữ muốn tìm người chồng biết quan tâm chăm sóc mình thường để ý vị trí này. Đàn ông miệng rộng, cổ nhân thường nói, nam nhi khẩu đại thực tứ phương. Những người này giỏi ăn nói giao tiếp, có nhiều bạn bè ở khắp nơi nên có lợi thế trong công việc. Được nhiều người giúp đỡ, hiểu biết rộng nên đem lại nhiều niềm vui cho người đối diện. Khoảng cách giữa hai lông mày rộng. Khoảng cách giữa hai bên lông mày là đại diện cho mức độ tài đức cao thấp, mức độ dung nạp, những ý kiến bất đồng, sức nhẫn nhục chịu đựng và lòng bao dung tha thứ, người xưa gọi là khí lượng. Người có khoảng cách giữa hai bên lông mày càng rộng thì khí lượng càng cao. Nếu rộng bằng 2,5 đầu ngón tay thì là tiêu chuẩn, rộng hơn là tốt. Người có tướng này thì lòng độ lượng cao, không để thù oán trong lòng, ít gây tranh cãi với người đối diện, không tính toán so đo, đặc biệt là đối với phụ nữ. Người có khoảng cách giữa hai lông mày hẹp thường tính toán chi li kiệt sỉ. Nếu giữa hai lông mày lại có nếp nhăn thẳng xuống thì vừa cố chấp vừa chấp nhận chuyện nhỏ. Mọi việc từ to đến nhỏ đều muốn tham gia nhưng lại hay tính toán, mọi việc đều kiên trì theo ý của mình, khiến cho người bên cạnh khó chịu. Tình cảm vì vậy cũng dễ sứt mẻ. Mắt nhỏ. Người mắt to thường có tính hiếu kỳ mạnh, rất dễ bị ngoại cảnh cuốn hút. Người mắt nhỏ thì tính hiếu kỳ thấp, thường chuyên tâm vào sự vật trước mắt. Về tình cảm, những người này khi đã yêu thì thường chỉ chuyên tâm vào người mình đã chọn. Đàn ông thành công trong sự nghiệp. Răng cửa đều to. Trong tướng học, răng to là các tướng. Người đàn ông có răng cửa to thì tính cách trượng nghĩa, trọng nghĩa khí, nói năng thẳng thắn. Nếu răng cửa to đều đặn, ngay ngắn, màu trắng bóng, khe răng nhỏ là tướng của người quân tử, cuộc đời không phải lo chuyện ăn mặc, duyên khắc giới tốt, sự nghiệp thuận lợi. Huyệt thái dương đầy đặn. Huyệt thái dương trong tướng học gọi là cung phu thê, cung vợ chồng hoặc là thiên thương, kho của trời. Đàn ông có huyệt thái dương đầy đặn nhô cao là người thành thục về tâm sinh lý, làm việc cẩn trọng, đại bộ phận những người này đều tích lũy được tiền bạc. Thiên thương tức có ý là cái kho cất giữ tiền bạc đại diện cho kinh tế ổn định, phát triển lý tưởng, khiến cuộc sống gia đình ổn định. Xương cung mày nhô cao. Xương cung mày ở vị trí trên lông mày nhô cao, có cơ thịt bao quanh, nếu lông mày mở rộng được coi là đại quý đại tướng. Đàn ông có tướng này thì tính tình lạc quan, tích cực, ý thức và sự phấn đấu mạnh, nghị lực phi thường, đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Về tình cảm, người có tướng này chọn bạn, người yêu cũng rất thận trọng, nhưng khi đã chọn ai thì chuyên tâm, không tự nhiên dễ dàng từ bỏ người yêu hoặc bạn bè. Lông mày đậm nhưng gọn gàng, không gây mất cảm giác che mắt. Lông mày thể hiện quan hệ giao tiếp và tình cảm của một người. Lông mày dày đậm cho biết tình cảm của người đó dày hay mỏng. Nếu lông mày dày thì tình cảm phong phú, lông mày đậm nhưng phải gọn gàng, trên dưới có tầng lớp. Những người này đối đãi với bạn bè rất tốt, tình cảm chân thực gắn bó lâu dài, có thể hy sinh vì người khác.
nhưng cũng cần chú ý lông mày đậm nhưng không được có cảm giác che mắt, nếu không dễ làm việc một cách cảm tính, bị tình cảm làm mệt mỏi. Trán vuông, phần trán tiếp giáp với tóc ngay ngắn, trán rộng đầy đặn, khi nhìn giống như là hình chữ nhật nằm ngang, được coi là quý tướng. Những người có tướng này được gia đình ủng hộ, có học lực cao, đầu óc linh hoạt thông minh. Trán rộng đại diện trí lực hơn người, có chí tiến thủ mạnh, không từ bỏ công việc dở dang. Tai áp sau gáy, đàn ông có tai càng áp về phía sau càng tốt. Cổ nhân có nói, đối diện bất kiến nghĩ, ý là đứng đối diện với người đó dường như là không nhìn thấy tai của họ được, coi là đứa trẻ ngoan trong mắt người yêu. Làm việc có trình tự, tôn trọng kỷ luật, nhưng cũng có nhược điểm là nhiều người khi mà ngoan ngoãn nghe lời quá nên thiếu đi chút gia vị trong tình yêu. Và ở phần tiếp theo trong chương trình lần này, Phong thủy may mắn sẽ giúp anh chị điểm mặt ra 3 con giáp trong số 12 con giáp. Nếu có được một trong những đặc điểm trên, sẽ có đường công danh sự nghiệp tốt nhất trong năm 2020, có thể sẽ gặt hái được nhiều thành công, thành tựu đáng ngưỡng mộ. Đầu tiên phải kể đến đó là tuổi Sửu. Mệnh chủ tuổi Sửu và năm Canh Tý, sự nghiệp ổn định thăng tiến. Trong năm Canh Tý thì sự nghiệp là trọng tâm, dễ dàng có được quý nhân phù trợ, nhưng đừng hấp tấp ham cái thành công trước mắt, nếu không rất dễ thất bại. Vào năm Canh Tý này, đối với những mệnh chủ còn đang trong đường vận học hành sẽ không lý tưởng, ham chơi sao nhãng học hành. Cùng với đó, con đường sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Sửu sẽ có những trắc trở nho nhỏ, hung thần tiên công gây ra, khiến cho mệnh chủ sẽ có lúc định hướng không thật sự rõ ràng, dễ bị tiểu nhân ám toán dẫn tới thất bại trong gang tấc. Sự nghiệp năm Canh Tý của tuổi Sửu, canh kim lộ xuất thương quan Tý thủy tọa tứ tài, nên tăng cường hợp tác làm ăn kinh doanh, tiến hành các chiến dịch quảng cáo, thành tích đạt được sẽ tăng cao, sự thành công cũng theo đó mà tới. Vậy nên đừng quên mang theo bên mình kim bài thái tuế năm 2020 để được bình an và may mắn. Tuy nhiên, nếu nói về chuyện thăng tiến thì năm Canh Tý này tuổi Sửu không có tín hiệu rõ rệt về việc thăng chức. Tuế can lộ xuất thương quan tinh tượng trưng cho sự kích động và xung đột với cấp trên. Vì thế nếu bạn muốn đạt được chức vị cao hơn thì khá là khó, trừ khi có được thành tích làm việc cực xuất sắc. Vậy nên hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu. Tuổi Dần. Theo dõi tử vi năm 2020 của tuổi Dần, có thiên ấn và chính ấn cùng trợ mệnh, chuyện học hành thi cử lấy bằng cấp, chuyển việc xin việc, thăng quan tiến chức sẽ vô cùng dễ dàng. Cần phải chủ động tìm kiếm, nắm giữ cơ hội dành cho mình, đừng lười biếng cũng đừng chần chừ do dự. Nếu tự tin vào thực lực của mình thì con giáp này sẽ có thể tiến hành đầu tư vào các dự án tài chính cũng khá tốt. Nên dành thời gian để học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm cho mình. Xem vận trình tài lộc của tuổi Dần, con giáp này canh kim thiên quan tọa thái tuế chinh ấn, trong năm đường tài lộc khá tốt. Năm nay người tuổi Dần muốn tăng cường tài lộc và sự nghiệp của mình, hãy thỉnh ngay pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh vào vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để chiêu mời quý nhân, hóa giải thị phi, kích hoạt tài lộc và sự nghiệp của người tuổi Dần một bước lên mây. Tuổi Tỵ. Luận tử vi về sự nghiệp của tuổi Tỵ trong năm 2020 phạm tam tai, con giáp này phải đối mặt với những áp lực nhất định, mối quan hệ với cấp trên không được tốt, chẳng được tạo điều kiện phát triển đúng với khả năng của mình. Cấp trên có thể không thể hiện rõ ràng ra bên ngoài, nhưng có thể âm thầm để quan sát tuổi Tỵ, chỉ cần con giáp này sơ suất lơ là, thiếu tập trung là có thể nhận lời khiển trách ngay lập tức. Họ không trực tiếp gây áp lực cho con giáp này, tuy nhiên thì cần phải tự biết mà nhắc nhở bản thân, bởi đó có thể là cách mà cấp trên đang dùng để thăm dò thực lực và quyết định những vị trí trong tương lai cho bạn. Công việc thì không quá phức tạp nhưng cũng không có cơ hội thăng tiến khiến cho con giáp này nhục chí, chán nản. Điều đó có thể dẫn tới hành động lơ là, sơ suất trong công việc, mà hậu quả là bản mệnh sẽ bị cấp trên nghiêm khắc nhắc nhở, trách phạt. Khoảng thời gian này không có áp lực thực sự nhưng có vô số những điều khó khăn mà những chú rắn phải chịu đựng, bởi đây là thời điểm để thử thách đặt ra cho bản mệnh, để xem bản mệnh có thể bứt phá được hay không. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, người tuổi Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu. Tuy cơ may thăng tiến không nhiều, nhưng nếu con giáp này kiên cường giữ vững mục tiêu, cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để chứng tỏ năng lực của mình thì sớm muộn gì cũng sẽ được đền đáp mà thôi.
Năm 2020 này thì tuổi Tỵ không có cơ may thăng quan tiến chức, nhưng bản mệnh đừng vì thế mà buông xuôi, càng nhiều khó khăn thì càng phải cố gắng nhiều hơn, hãy nắm bắt từng cơ hội dù ít ỏi để chứng minh thể hiện năng lực của mình. Cố gắng tuân thủ những quy định đã được đề ra, làm việc theo đúng trình tự, đừng tự lách luật mà gây rắc rối cho chính mình. Trên đây là ba con giáp có tố chất hơn người nên sẽ mau chóng giàu sang thịnh vượng. Bạn có nằm trong số ba con giáp này hay không? Nếu không thì hãy cùng like, đăng ký kênh để theo dõi các chương trình sau xem có mặt con giáp của mình hay không nhé. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát phù hợp cho từng tuổi và những công việc của quý anh chị được thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình ở phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video sau.